Thưa quý vị, rõ ràng là ở thời điểm hiện tại thì nhiều nơi số ca bệnh vẫn đang tăng nhanh và dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Và chính bởi vậy mà khi có những cái thông tin liên quan tới việc là học sinh quay trở lại trường thì các bậc phụ huynh cũng như là chính các bạn học sinh thì xen lẫn rất là nhiều những cảm xúc, vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Vui mừng bởi vì đã quá lâu rồi không đến lớp được gặp thầy cô, bạn bè trực tiếp. Vui mừng bởi vì rõ ràng là khi được học tại lớp thì thông thường sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với việc là các bạn học online, nhất là với những bạn nhỏ. Thế còn lo lắng thì đương nhiên rồi, khi mà dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp thì ai cũng lo lắng là không biết khi ra ngoài tiếp xúc nhiều hơn thì có không may trở thành một F1 hay là thậm chí là trở thành F0 hay không, nguy cơ dịch bệnh như thế nào. Và ngày hôm nay trong tiểu mục Làm cha mẹ thì chúng ta sẽ cùng trao đổi vấn đề này. Chúng ta được biết rằng là vào trưa ngày 5 tháng 12 thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã ra thông báo điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn các quận, huyện và thị xã. Theo đó, từ ngày 6 tháng 12 thì học sinh lớp 12 của các trường học tập theo phương án là 50% số học sinh lớp 12 học trực tiếp vào thứ 2, thứ 4, thứ 6. Thế còn 50% số học sinh còn lại sẽ học vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Những ngày không học trực tiếp thì các em sẽ học trực tuyến. Việc mở cửa trường học được thực hiện tại địa bàn các quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp 1 và cấp 2. Học sinh khối 9 và 18 huyện ngoại thành thì tiếp tục học trực tiếp như cũ. Các khối còn lại thì học trực tuyến. Còn với trẻ mầm non thì các em vẫn tiếp tục nghỉ tại nhà. Quý vị thân mến, vậy là sau gần 7 tháng trường không phòng chống thì vào sáng ngày hôm nay ngày 6 tháng 12 thì nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã bắt đầu đón học sinh quay trở lại trường. Để hiểu rõ hơn những cái cảm xúc cũng như công tác phòng chống dịch tại nhà trường như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi. Gần 7 giờ sáng tại trường Trung học phổ thông Việt Đức, không khí chào đón học sinh khối lớp 12 quay trở lại trường sau thời gian dài nghỉ dịch được diễn ra theo đúng yêu cầu phòng dịch. Các em học sinh được đo thân nhiệt ngay từ khi vào sân trường. Từ sáng sớm, Ngô Hồng Bích, học sinh lớp 12A1 cũng đã có mặt tại cổng trường. Em được đại diện ban chấp hành đoàn trường phát khẩu trang miễn phí cho các bạn học sinh trong ngày đầu đến trường. Mặc dù thực hiện các biện pháp phòng dịch, nhưng cảm xúc lo lắng là điều không tránh khỏi đối với em cũng như nhiều học sinh khác. Sau một thời gian dài nghỉ ở nhà thì được trở lại trường thì em cảm xúc đầu tiên của em đó chính là vui mừng ạ. Tại vì được gặp lại bạn bè, thầy cô và được học trực tiếp trên kiến thức. Thêm vào đó thì em có một chút lo lắng bởi vì tình hình dịch ở thành phố vẫn đang rất là căng thẳng ấy ạ. Nên là em cũng hơi lo lắng một chút bởi vì bọn em mới chỉ tiêm mũi một thôi, chưa tiêm đầy đủ hai mũi nên là vẫn hơi lo lắng một chút ạ. Con cũng như mọi người khác thì cũng đều lo lắng về diễn biến xấu của dịch bệnh hiện tại cũng như các biến chủng mới. Nhưng mà con nghĩ là mình chỉ cần làm theo những chỉ thị của Bộ Y tế thì mình sẽ có thể phòng chống được dịch bệnh và hy vọng là trong tương lai thì mình sẽ có thể trở lại hoàn toàn, học sinh có thể trở lại hoàn toàn để đi học bình thường. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau gần 7 tháng ra trường, ra lớp, học sinh khối lớp 12 trên toàn thủ đô Hà Nội đã quay trở lại trường học. Mặc dù các trường học đã tổ chức đầy đủ các biện pháp phòng dịch 5K, tuy nhiên trước bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay thì việc cho học sinh quay trở lại trường cũng gây nên nhiều mối lo lớn. Để đảm bảo công tác phòng dịch, 16 lớp học khối 12 của ngôi trường này được chia làm 8 lớp học trực tiếp vào các ngày thứ 2, 4, 6 và 8 lớp còn lại sẽ học trực tiếp vào các ngày còn lại. Bên cạnh đó, mỗi một tầng, nhà trường chỉ bố trí có 2 lớp học để đảm bảo giãn cách. Ở đây thì chúng tôi cũng rất là lo lắng bởi vì đặc biệt là đối với học sinh khối 12, sau một thời gian dài học trực tuyến thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên các em trở lại trường. Thì điều đầu tiên chúng tôi cũng hướng dẫn các giáo viên giảng dạy là phải tập trung để ôn lại các kiến thức và chúng tôi cũng phải xem là cái tiếp nhận kiến thức của các em như thế nào sau một thời gian dài học trực tuyến và từ đó thì chúng tôi đã đưa ra được những cái điều chỉnh cần thiết và phù hợp cho với nội dung chương trình. Ban đầu thì chúng tôi có dự kiến là cho 100% các em học sinh của khối trung học phổ thông trở lại trường, nhưng mà tuy nhiên do diễn biến dịch bệnh vẫn còn khá là phức tạp nên chính vì vậy thì lãnh đạo thành phố quyết định là chỉ cho các em học sinh khối 12 trở lại trường. Qua đi kiểm tra một số các nhà trường thì chúng tôi đánh giá rất là cao công tác chuẩn bị của các nhà trường. Buổi học đầu tiên được diễn ra khá là suôn sẻ. Một buổi chào cờ trực tiếp tại lớp học. Những bức ảnh chụp chung của thầy và trò. Những cảm xúc vui buồn, lo lắng,
háo hức, bỡ ngỡ được dán trên bảng tin của sân trường. Những điều tưởng chừng đơn giản mà lại trở nên xa xỉ trong mùa Covid-19 này. Được biết, trong ngày đầu quay trở lại trường, 47 trên 300 học sinh tại ngôi trường này đã vắng mặt. Những hình ảnh rất là thân thương về mái trường, và chắc hẳn rằng là ngày hôm nay những bạn học sinh nào được quay trở lại trường thì cũng có vô vàn những cảm xúc. Tuy nhiên, đằng sau cái sự hồ hởi của các em khi được quay trở lại trường là rất nhiều những nỗi lo lắng của các bậc làm cha làm mẹ khi mà dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, và trong đó có Hà Nội. Và cụ thể là ở Hà Nội, trong những ngày vừa qua thì số ca F0 vẫn tiếp tục tăng so với thời gian trước, có những ngày lên tới 400 cho tới 500 ca, cũng đã gây nên những tâm lý lo lắng. Mặc dù là Sở Giáo dục Hà Nội cho học sinh một số khối lớp quay trở lại học trực tiếp, tuy nhiên một số trường đã có thông báo việc rời lại việc đi học trực tiếp của học sinh. Cụ thể là ngay trong ngày 4 tháng 12 thì trường tiểu học, trung học phổ thông Marie Curie đã lấy ý kiến phụ huynh về việc có nên cho con tới trường vào ngày 6 tháng 12 hay không. Và kết quả là cơ sở Mỹ Đình có tới 82,35% phụ huynh chưa muốn cho con tới trường. Cơ sở Văn Phú có 74,3% phụ huynh chưa muốn cho con tới trường. Đa số phụ huynh thì muốn con học trực tuyến thêm một thời gian cho tới khi con đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Lương Thế Vinh cũng cho biết sẽ lùi lại thời gian cho học sinh học trực tiếp để rời sang thời điểm là tháng 1 năm 2022 đảm bảo an toàn. Trường Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ cũng thông báo tiếp tục kế hoạch dạy học theo hình thức trực tuyến từ ngày 6 tháng 12 năm 2021 cho tới ngày 19 tháng 12 năm 2021. Dạ vâng, và bên cạnh đó thì trường Nguyễn Siêu cũng thông báo là hoãn cho học sinh quay trở lại học trực tiếp từ ngày 6 tháng 12. Theo đó thì nhà trường cho biết cần thời gian để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường khi mà hầu hết được tiêm phòng 2 mũi và tình hình dịch bệnh đất bớt căng thẳng. Trường Trung học phổ thông Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm cũng thông báo chưa dạy học trực tiếp vào ngày 6 tháng 12. Được biết nhà trường đã chuẩn bị tất cả điều kiện để chuyển sang dạy học trực tiếp, gửi kế hoạch đến Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm để xin ý kiến. Tuy nhiên, do tình hình dịch tại quận cũng tương đối phức tạp, quận còn phải chờ cơ quan y tế khảo sát, xem xét các vấn đề thì mới được phê duyệt. Trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên của trường cũng chưa tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 6 tháng 12. Theo đó, nhà trường cho biết học sinh của trường đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, nhiều em hiện không ở Hà Nội. Do đó, nhà trường dành thời gian để các em di chuyển và tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Dự kiến trường chuyên tự nhiên sẽ mở cửa đón học sinh từ ngày 20 tháng 12. Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông Ban Mai đã đề xuất xin lùi ngày đón học sinh đi học trở lại trong cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ở quận Hà Đông. Trong những ngày vừa qua thì trên các diễn đàn, chủ đề là có cho con quay trở lại trường hay không cũng được rất nhiều phụ huynh quan tâm và trao đổi sôi nổi. Và nhiều phụ huynh thì khẳng định rằng sẽ không cho con đến trường nếu như tình hình dịch bệnh chưa ổn định lại hay là con của mình chưa được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Bởi vì mọi người thì cũng cùng chung một nỗi lo là mặc dù khi con học online tại nhà có thể là chưa được hiệu quả lắm, con có thể tăng những bệnh về mắt, nhưng các phụ huynh vẫn thấy rằng như vậy vẫn an toàn hơn với việc là cho con trở lại trường và có khả năng con sẽ trở thành F0 hay là F1. Và đồng quan điểm với các bậc phụ huynh thì ông Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng khi mà chưa có những kế hoạch rõ ràng về việc tiêm vaccine thì vẫn nên duy trì việc học trực tuyến. Nơi học sinh trực tuyến thì khó khăn, không thể học trực tuyến, vùng xanh thì nên đi học tại trường. Với cấp 3 thì chỉ sau khi tiêm xong thì mới nên mở cửa trường trở lại. Cấp 2 thì tùy tình hình, khi gia đình số lượng được tiêm 60-70% thì mở cửa lại toàn bộ. Lý do là để đảm bảo tính thống nhất cho các cháu trong việc học tập ở từng giai đoạn nhất định. Không thể nào một trường cứ mở cửa, có vài ca dương tính thì lại đóng, sẽ không ổn định cho việc học tập của các cháu. Trong khi đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế lại cho rằng quan điểm nên tiêm phủ vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em rồi mới mở cửa trường học là không phù hợp. Theo ông Phu, chưa nói tới nguồn cung cấp vaccine vẫn khan hiếm. Ngay cả trong trường hợp có đủ vaccine thì việc phải tiêm đủ 2 mũi để có kháng thể cũng mất nhiều thời gian. Và như thế, năm học sẽ bị kéo dài, ảnh hưởng tới học sinh, nhất là học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp. Và để học sinh quay trở lại trường học thì theo các chuyên gia, bên cạnh việc chuẩn bị những thiết bị như là máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn tay và bố trí chỗ ngồi giãn cách, thì ngành giáo dục cũng cần đào tạo và tập huấn cho cán bộ nhà trường và giáo viên những cái phương án xử lý khi mà có yếu tố dịch tễ. Từng giáo viên phải nắm bắt và theo sát những cái biểu hiện của học sinh. Khi có biểu hiện như là ho, sốt thì cần phải xử lý như thế nào? Nhà trường cũng cần xây dựng những phương án đối với từng trường hợp cụ thể.
và trong gia đình hoặc là học sinh có những biểu hiện như là sốt thì phải cho các em nghỉ. Bên cạnh đó, kịp thời khai báo y tế cũng như là báo cáo lên nhà trường. Sau đó sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay cho các em để đánh giá nguy cơ lây nhiễm. Và trường hợp không may có ca bệnh trong trường học thì cũng cần phải có những biện pháp chống dịch cụ thể. Học sinh, cán bộ, giáo viên nếu được quay trở lại trường học trong thời điểm này thì cũng nên hạn chế giao lưu giữa các lớp với nhau. Nhà trường cũng nên tổ chức hoạt động theo từng lớp để tránh hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Và trường hợp là có ca bệnh sẽ liên quan tới phạm vi nhỏ và dễ khống chế cũng như là dễ kiểm soát hơn. Và tiếp tục liên quan tới việc là đưa học sinh quay trở lại trường học thì trong văn bản gửi tới các đơn vị trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã yêu cầu các giáo viên, nhân viên các trường chấp hành nghiêm việc khai báo y tế bằng việc là quét mã QR qua website, liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế khi mà xuất hiện các triệu chứng ví dụ như là sốt, ho, khó thở, mất vị giác. Các trường tiếp tục chuẩn bị các điều kiện, xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường khi mà điều kiện cho phép, chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức tiêm vaccine cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường nắm bắt các thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh. Nếu có tình huống liên quan tới yếu tố dịch tễ thì phải báo ngay với cơ quan y tế tại địa phương và thông tin cho nhà trường để kịp thời xử lý. Trước đó, trong dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đưa ra 7 tiêu chí để chuẩn bị cho học sinh học tập trung. Cụ thể, thì các trường phải đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học, thiết bị đo thân nhiệt, xà phòng hoặc dung dịch nước sát khuẩn, nước uống và nơi rửa tay cho các em, và xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và thực tiễn dịch bệnh tại địa phương. 100% các học sinh, cán bộ, giáo viên thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt sức khỏe tại nhà trước khi đến trường. Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu thường xuyên vệ sinh, khử trùng trường lớp và đồ dùng học tập. Bên cạnh đó là phương tiện đưa đón nếu có, theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Nhân viên y tế, trường học, phòng cách ly, phòng y tế phải đảm bảo theo đúng quy định, có tổ chức tư vấn tâm lý học đường và tổ chức những tập huấn cho học sinh, cán bộ, giáo viên về quy trình phòng chống dịch COVID-19 và xây dựng phương án xử lý nếu có những trường hợp ho, sốt, khó thở hoặc là nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng dự thảo thêm 6 tiêu chí khác nhau cho giai đoạn khi học sinh tới trường. Mỗi tiêu chí sẽ được đánh giá ở 2 mức đạt và không đạt, và số tiêu chí đạt nhiều hơn mức độ an toàn càng cao và trường học càng an toàn và ngược lại. Và chắc chắn rằng là ai cũng mong muốn sẽ sớm được đưa các em học sinh quay trở lại trường. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ chính là việc phải đảm bảo cho các em khi mà quay trở lại học trực tiếp. Và rõ ràng ở bây giờ thì chúng ta cũng đang trong những công tác để làm sao mà chuẩn bị tốt nhất cho việc đón học sinh trở lại trường. Và điều này thì không chỉ cần sự vào cuộc của các cơ quan y tế, không chỉ cần sự chuẩn bị của nhà trường, mà rõ ràng chính các bậc phụ huynh cũng sẽ cần đồng hành cùng với con em mình. Và mỗi bạn học sinh chúng ta cũng sẽ cần chuẩn bị cho mình những kiến thức và kỹ năng khi quay trở lại trường thì tiếp tục thực hiện đầy đủ 5K ra sao. Chúng ta hạn chế tiếp xúc như thế nào, làm thế nào để có thể thực hiện song song cả hai nhiệm vụ, đó là đảm bảo việc học tập của mình cũng như là đảm bảo công tác phòng chống dịch. Và hy vọng rằng trong thời gian tới thì chúng ta sẽ không còn phải là những cái ý kiến tranh cãi liệu rằng là có nên đưa học sinh quay trở lại trường hay không, mà chúng ta sẽ có được một phương án thống nhất làm sao mà đưa các bạn quay trở lại trường một cách an toàn và hiệu quả.